Hello mọi người, mình là Sobe đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Sobe Gaming của mình. Thì hôm nay á, mình sẽ làm một cái clip nhỏ nhỏ về cái đặt cược. Đó, hiện tại là nó có cái lời mời Oasis nè. Đó, nó sẽ tự động gửi thư cho các bạn. Đó, nếu như mà các bạn lựa chọn chính xác á, là các bạn sẽ được quà. Đó, các bạn có thể đọc đây, rất là nhiều quà. Những cái quà này á, đối với các bạn boss nạp tiền nhiều thì không là vấn đề gì hết á, nhưng mà đối với các bạn low spender và free to play thì quà này rất là quan trọng. Bởi vậy á, là các bạn như là mỗi tuần là nó sẽ gửi cho các bạn một cái thư này. Ở đây có một cái link, các bạn cứ bấm vào. Rồi, nhưng mà trước khi vào cái link này á, mình phải chỉ cho các bạn một cái chỗ này chứ đã. Nè, mình vô cái lời mời Oasis nha, bấm đi. Xong rồi mình bấm vô con mắt theo dõi. Đó, ở đây mình có thể coi được sức mạnh. Đây mình có thể coi được sức mạnh nha. Thì cái này là mình sẽ đặt cược, nếu như mà mình đặt cược đúng người chiến thắng á, thì mình sẽ được quà. Đó, các bạn coi nha, ở đây có sức mạnh nè, các bạn dựa trên sức mạnh là các bạn đặt thôi. Rồi như giờ á, mình sẽ đặt HKL, đặt FN, bên nào mạnh thì mình đặt, mình chọn bên đó, mình sẽ chọn JWM và JWM Chu. Rồi nói chung là mình sẽ chọn bốn cái này nha. Rồi các bạn nhớ được cái tên thì các bạn nhớ, còn các bạn nhớ không được các bạn lấy cái viết ghi ra. Rồi xong đó các bạn phải vô chỗ này nữa nè. Các bạn phải coi cái ID của các bạn là bao nhiêu. Các bạn không nhớ được ID của các bạn á, thì các bạn phải lấy cái viết ra. Đó. Rồi, giờ các bạn vô cái lá thư nha. Rồi mình bấm vô cái này, bấm vô cái link này, nó sẽ chuyển mình đi. Đó, nếu như mà các bạn chưa đăng nhập Facebook á, nó bắt bạn đăng nhập Facebook. Sau khi bạn đăng nhập Facebook thì các bạn sẽ vô được cái màn hình này. Ở đây nè, nó có nói nè, click on the link below and submit your predictions. Đó, vậy thì các bạn cứ, có nghĩa là các bạn bấm vô cái link bên dưới này để các bạn nộp cái dự đoán của các bạn á. Rồi các bạn bấm vô cái link này nha. Rồi các bạn chọn trình duyệt mở lên. Rồi ở đây nè, nó bắt các bạn nhập cái ID của bạn vô đây. Thì các bạn nhập, nãy các bạn chỗ ID nãy mình chỉ, các bạn nhập vô đó. Đừng có nhập sai nha, nhập sai là nó không có biết bạn là ai để mà gửi quà. Rồi nó hỏi ai là người chiến thắng nè, who will be the winner. Đó, thì nãy mình nói rồi FN, thì các bạn chọn FN thôi, bấm vô đó, bấm vô đây để chọn là ok rồi. Đó, cái đây NCB và HKL, các bạn chọn HKL, chọn này, chọn JW. Đó, giờ các bạn bấm gửi, vậy là xong. Tại nãy mình gửi rồi á, hồi nãy mình gửi rồi, giờ mình không muốn làm lại nữa. Đó, các bạn nhớ là phải nhập ID của các bạn vô đây. Nhớ phải nhập đúng, nhập sai là coi như không có gì hết, nó không biết bạn là ai để gửi. Rồi các bạn bấm gửi là nó sẽ hiện một cái bảng là thank you gì đó. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi các bạn cứ đợi tới khi mà nó đánh xong á, nó có kết quả thì một hai ngày sau gì đó thì nó sẽ gửi thư cho các bạn. Đây, mình cho các bạn coi đợt trước á, mình cũng có đặt cược một lần rồi đó. Đợi xíu nha. Đợt trước mình có đặt cược. Đây, đợt trước mình đặt cược này các bạn thấy không? Đó, nó nói sơ sơ là cảm ơn là mình đã tham gia vào cái dự đoán đặt cược ở trên Facebook gì đó. Thì mình dự đoán thành công người chiến thắng. Bây giờ là mình sẽ được những cái phần quà như sau đó, các bạn thấy không? Rất ngon đấy chứ. Thì mình nghĩ là các bạn nên tham gia cái này ha, đừng có bỏ qua. Nhiều cái mấy bạn á, nhanh tay các bạn coi coi xong thư các bạn xóa đi mất tiêu. Đó, thì các bạn bị mất cái link. Đó, thì video clip này tới đây thôi. Thì hy vọng là các bạn nên cố gắng tranh thủ, tại nó rất là dễ. Các bạn cứ vô đây các bạn coi ai mạnh thì các bạn chọn người đó, thì các bạn xác suất chọn đúng sẽ cao hơn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Đó, thì nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì các bạn để lại một like hoặc subscribe kênh ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.